nay thì hello các bạn, hôm nay thì Hiền sẽ trực tiếp phân tích tình trạng da của bạn Chí Bảo cho các bạn thấy được. Rất là nhiều bạn hiện tại bị mụn nhưng mà các bạn cũng chưa biết được là cái nguyên nhân mà mình bị mụn nhiều như thế này. Da mình thường xuyên đỏ, căng khô, có thể là rát, châm chít, khó chịu, và cái mật độ mụn của mình rất là nhiều, làm thì nó cứ điều trị rồi nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, hoặc là các bạn sử dụng những cái mỹ phẩm nó không có hiệu quả. Thì hôm nay sẽ Hiền sẽ phân tích cái ca bệnh lý này để các bạn cùng tham khảo và chúng ta cùng có cái góc nhìn về mụn cũng như tình trạng da. Mà hiện tại cái tình trạng này ấy, da của bạn Chí Bảo thì cũng rất là nhiều khách hàng đến với phòng khám HH Pedelec. Trong tình trạng da như thế này thì bên HH Pedelec đều điều trị thành công và da lấy lại cái làn da khỏe đẹp cho khách hàng, nhưng với điều kiện thì các bạn phải tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ cũng như chuyên gia đưa ra. Không có cái mụn nào khó cả. Đối với nhà HV thì không có cái mụn nào, cái sẹo nào, cái nám nào khó. Nhưng mà mình chỉ yêu cầu các bạn là tuân thủ theo đúng cái phác đồ của bác sĩ cũng như đội ngũ chuyên gia nhà HV là được. Thì bây giờ các bạn sẽ tham khảo đâu là một cái làn da bị viêm da tiết bã và đâu là dày sừng. Và hiện tại các bạn vẫn nghĩ là da mình đang bị khô và bị mụn thôi, chứ không nghĩ là mình bị viêm da tiết bã hoặc là bị dày sừng nắng đâu. Cái vấn đề mà viêm da tiết bã hay dày sừng nan lông thì nó liên quan đến cái tuyến dầu và cái chế độ chăm sóc da của các bạn rất là nhiều. Đôi khi các bạn dùng những cái sản phẩm mà có thành phần bêu nhẹ mà các bạn không cấp ẩm bằng những sản phẩm tốt thì nó dễ gây ra tình trạng là bị rối loạn tuyến dầu, mất cân bằng độ dầu và gây ra cái bệnh viêm da tiết bã. Và những cái biểu hiện của viêm da tiết bã cũng như dày sừng nan lông nó sẽ như thế nào thì nó sẽ thể hiện trên cái làn da của bạn Chí Bảo. Nhưng mà đây cũng là một làn da chưa phải là rõ ràng lắm, nhưng mà mong rằng là những cái video này sẽ giúp ích các bạn hiểu được cái tình trạng da cũng như cái làn da của mình nó có giống như thế này hay không. Rồi ok, bộ phận máy quay đưa sát vào đây và các em đưa đứng vào đây sẽ nhìn này. Các bạn quan sát về trên tổng thể khuôn mặt của bạn Chí Bảo thì nếu mà nhìn thông thường thì các bạn thấy được là những cái vùng như thế này này. Các bạn cứ nghĩ là mình chỉ bị mụn ẩn thôi, nhưng mà tại giấc mình lấy mụn không đúng cách hoặc là dùng mỹ phẩm không đúng thì nó bị khô da, rồi mình lấy chất mụn nó không hết thì nó bị như thế này thôi. Nhưng thực ra da Chí Bảo bị viêm da tiết bã này, các bạn thấy là những cái vùng da này rất là khô và mỏng. Các bạn thấy được da bạn đang ở cái tuổi trẻ, năm nay Chí Bảo bao nhiêu tuổi rồi? 18. Chí Bảo đang là ở cái tuổi này thì cái sức đàn hồi da nó rất là mạnh. Sức đàn hồi da nó rất là mạnh và các bạn thấy nó nhăn, nó khô không ạ? Đây là cái hiện tượng của viêm da tiết bã nha các bạn. Đây mình khẳng định 100% Chí Bảo bị viêm da tiết bã. Thì các bạn quan sát mình zoom cái da để các bạn thấy được này. Rồi ở cái phần gò má các bạn thấy rất là khô. Và cái biểu bì của bạn nó rất là mỏng nha các bạn. Cái biểu bì hiện tại nó rất là mỏng, nhưng mà chúng ta lại thấy nó sừng sừng lên rồi nó khô khô, nó không mướt mát. Thì đây là cái hiện tượng viêm da tiết bã mà lâu ngày thì bắt đầu nó dẫn đến nó bị dày sừng nang lông, có nghĩa là cái độ ẩm mình mất cân bằng. Rồi quá trình tiến dầu bài thải, cái tiết dầu á, nó bị rối loạn thì nó vấn đề là da chúng ta trên bề mặt nó gây ra tình trạng bị rừng, dày sừng, tắc nghẽn cái lỗ chân lông bên trên. Thì ở tình trạng như thế này các bạn thấy mật độ mụn ẩn rất là sâu ở dưới và các bạn nhìn thấy cái làn da rất là mỏng, yếu và khô. Nếu mà những sản phẩm này thì mình khẳng định là hiện tại bạn đang dùng những cái sản phẩm có thành phần kìm dầu hoặc là lấy đi cái lượng dầu rất là nhiều. Và có thể bạn dùng những cái sản phẩm có bêu và có thành phần BHA hoặc là AHA hoặc là tinon hoặc chenotinoi. Thì ở đây thì những cái sản phẩm này đương nhiên nó không phải là xấu, nhưng do các bạn không biết cách xài hoặc dùng nồng độ quá cao nên đôi khi mà mình không cấp ẩm tốt thì nó dẫn đến tình trạng này. Và bên này hiện tại thì bạn bị kích ứng nên cái mật độ này nó rất là dày. Các bạn thấy được cái mật độ này. Thì những đối với những cái thành phần mà như chenotinoin hoặc là chenotinoi hoặc là những sản phẩm BHA hay ADA thì các bạn xài á, là một tuần chúng ta xài 1-2 buổi thôi. Đừng có lạm dụng quá, lạm dụng thì nó mất cái độ ẩm tự nhiên trên da, rồi nó dẫn đến cái vấn đề là rối loạn tuyến dầu. Thì da các bạn sẽ bị mất thiếu độ ẩm, mà quan trọng là các bạn lại không dám sử dụng những sản phẩm cấp ẩm dưỡng tốt. Thì nó gây ra cái tình trạng da là nó mất độ cân bằng, thì nó gây ra vấn đề bị viêm da tiết bã và dày sừng. Đầu tiên ở giai đoạn đầu thì nó gây rối loạn về tuyến dầu, thì các bạn sẽ thấy được là cái mật độ dầu bên ngoài nó đổ rất là nhiều. Nhưng khi rửa mặt xong thì thấy da mình bị thiếu độ ẩm và nó căng căng, là khó chịu. Thì đó là cái biểu hiện của rối loạn tuyến dầu. Từ cái rối loạn tuyến dầu thì nó gây ra tình trạng bị viêm da tiết bã nhẹ, sau đó nó mới dẫn đến là nó nặng. Thì Chí Bảo mình cũng đánh giá là ở mức độ viêm da tiết bã trên trung bình rồi, và đây nó đã còn đang xuất hiện cái biểu hiện dày sừng. Thì đối với Chí Bảo thì bây giờ đối với nhà HV thì không có gì khó, nhưng mà cái điều trị của bạn ấy cần phải kết hợp công nghệ cao cũng như phục hồi tốt. Còn nếu như tình trạng mụn ẩn như thế này, nếu như mà nó không bị viêm da tiết bã hoặc là không bị két sâu như thế này thì mình lấy là cũng ok rồi, không phải can thiệp đến công nghệ cao, chỉ cần lấy để dưỡng. Em có thấy cái vùng da này, em có cảm nhận cái vùng da của em như thế nào? Ở nhà em cảm thấy như thế nào mà em nôn nóng và muốn đi điều trị?
Nó khô với lại nó mụn nhiều. À nó khô với nó mụn nhiều. Rồi em có bôi những cái sản phẩm để trị mụn tại nhà không? Không. Không, cứ để nó tự nhiên vậy. Dùng mỗi sữa rửa mặt thôi đúng không? Cái sữa rửa mặt của em chưa ổn nha, thay đổi sữa rửa mặt nha, cũng như vừa nãy chị chia sẻ. Thì hiện tại chưa biết là mình điều trị công nghệ cao được hay không thì em thay đổi về đầu tiên về cái sữa rửa mặt này. Với sản phẩm sữa rửa mặt bên mình chiết xuất từ organic 100% nên không có cái chuyện là em sẽ bị khô như này và rửa xong nó mưa mịn mướt thôi. Thứ hai nữa là mình thay đổi một cái sản phẩm giữ nhẹ cũng được. Em có thể cấp ẩm bằng những cái sản phẩm chiết xuất từ hyaluronic acid. Thì ở đây cái sản phẩm này nói phân tử nó sẽ nhỏ hơn và nó dễ thẩm thấu hơn là HA, vì HA phân tử lớn lắm. Em sử dụng đôi khi nó không vào da mà nó hút ngược. Và khi mà dưỡng ấy, nó lại quan trọng như thế này, em vừa rửa mặt xong mà nó còn hơi ẩm ẩm á thì em sẽ thoa sản phẩm ngay, đừng có tránh trường hợp để da khô thoa sản phẩm. Thì thứ nhất là không thẩm thấu được, thứ hai là nó hút ngược độ ẩm của em. Nên đôi khi em dưỡng không đúng cách thì bên mình sẽ chia sẻ cho em cái cách này, các bạn chuyên viên sẽ chia sẻ với em sau. Giờ chị sẽ lấy mụn cho em nha. Quay kỹ cái chỗ mụn da mụn bạn xíu. Nhìn nó đã như thế này mà nó cứ nờ mờ như này, cái biểu bì của bạn ấy rất là mỏng và yếu. Thứ hai nữa là cái mụn ẩn chân mụn sẽ rất là to nha các bạn. Mình sẽ lấy để các bạn nhìn này. Thank you.
Thank you.